bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa sao chép bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy mà nghĩ thế này ta dùng văn tự sao chép bát nhã ba la mật đa và chấp văn tự có thể sao chép bát nhã ba la mật đa thì nên biết đó là ma sự của Đại Bồ Tát. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này, sắc không có văn tự, thọ tưởng hành thức không có văn tự, nhãn xứ không có văn tự, nhĩ tĩ thể thân ý xứ không có văn tự, sắc xứ không có văn tự, thanh hương vị xúc pháp xứ không có văn tự, nhãn giới không có văn tự, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có văn tự, nhĩ giới không có văn tự, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc. Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có văn tự tỷ giới không có văn tự, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có văn tự, thiệt giới không có văn tự, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có văn tự, thân giới không có văn tự, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có văn tự. Ý giới không có văn tự, pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra không có văn tự. Địa giới không có văn tự, thủy hỏa phong không thức giới không có văn tự. Vô minh không có văn tự, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não không có văn tự. Bố thí ba la mật đa không có văn tự, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không có văn tự, pháp không nội không có văn tự, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không có văn tự chân như không có văn tự pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng nổi khác tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có văn tự, thánh đế khổ không có văn tự, thánh đế tập diệt đạo không có văn tự, bốn tịnh lự không có văn tự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có văn tự, tám giải thoát không có văn tự, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không có văn tự, bốn niệm trụ không có văn tự, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không có văn tự pháp môn giải thoát không không có văn tự pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có văn tự mười địa bồ tát không có văn tự năm loại mắt không có văn tự sáu phép thần thông không có văn tự mười lực phật không có văn tự bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng không có văn tự pháp không quên mất không có văn tự tánh luôn luôn xả không có văn tự trí nhất thiết không có văn tự trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không có văn tự Tất cả pháp môn Đà La Ni không có văn tự, tất cả pháp môn Tam Ma Địa không có văn tự, quả dự lưu không có văn tự, quả nhất lai bất hoàn A La Hán không có văn tự, quả vị độc giác không có văn tự, tất cả hạnh đại Bồ Tát không có văn tự, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không có văn tự, thì vì vậy chẳng nên chấp có văn tự có thể sao chép bát nhã ba la mật đa.